các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Life Forest. Các bạn thân mến, là một nhà quản lý quỹ phòng hộ huyền thoại, ông có trong tay khối lượng tài sản khổng lồ và là bậc thầy trong giới đầu tư. Nhân vật đặc biệt mà Life Forest xin giới thiệu trong video ngày hôm nay chính là Bill Miller. Vậy ông là ai? Ông đã có những triết lý gì để mang đến thành công cho mình? Hãy cùng Life Forest tìm hiểu. Bill Miller tốt nghiệp bằng cử nhân kinh tế tại Đại học Washington và Lee vào năm 1972. Sau khi tốt nghiệp, ông đã làm việc cho công ty T.E. Baker và trở thành thủ quỹ. Năm 1981, Miller rời T.E. Baker để về làm việc cho Lev Mason Capital Management, nơi mà ông dành phần lớn sự nghiệp của mình. Trong giai đoạn năm 2007 đến năm 2016, Miller làm chủ tịch và giám đốc đầu tư của Lev Mason. Phải nói rằng Miller là người nhận được rất nhiều những lời khen ngợi và rất ít những lời chỉ trích hơn bất kỳ nhà quản lý quỹ tuyệt vời nào. Từ năm 1991 đến năm 2005, Miller đã lật đổ kỷ lục lợi nhuận của Peter Lynch bằng cách đánh bại thị trường chứng khoán trong 15 năm liên tiếp. Thường thì chỉ có khoảng 25% quỹ cổ phần làm được điều đó mỗi năm, còn tỷ lệ để một quỹ duy nhất đánh bại thị trường chứng khoán 15 năm liên tiếp là rất thấp. Trong khi ngoài đời Miller nổi tiếng với việc quản lý Lev Mason, nhưng nếu ai xem qua bộ phim The Big Short sẽ cảm thấy rằng ông có rất nhiều sự chèn ép. Nhân vật giả tưởng Bruce Miller được mô phỏng theo cuộc sống thực của Bill Miller ngoài đời, tham gia vào một cuộc tranh luận trong bộ phim. Trong đó, ông mạnh mẽ bảo vệ đầu tư của mình vào Pearson, ngay cả khi những người tham dự cuộc trò chuyện tin rằng cổ phiếu của ngân hàng này sẽ sụt giảm. Mặc dù đây là hư cấu, nhưng dường như nó chia sẻ một số yếu tố sự thật, đó là Miller đã phải chịu những tổn thất lớn sau sự sụp đổ của Pearson. Tuy vậy, Miller vẫn đáng nằm trong vị trí là một trong những nhà quản lý quỹ giỏi nhất lịch sử và cũng là một trong những người đã gây ảnh hưởng đến sự sụp đổ của thị trường vào khoảng thời gian khủng hoảng tài chính năm 2008. Bill Miller đã chia sẻ về những triết lý đầu tư và mọi người quan tâm, và chúng tôi cũng muốn mang đến điều này cho các trader. Những thành công lớn của Miller trong những năm 1990 và đầu những năm 2000 với hai yếu tố chính: phân tích cổ phiếu đầy đủ chi tiết và xây dựng danh mục đầu tư. Trong năm 2006, bức thư của Bill Miller đã gửi cổ đông giải thích về hai yếu tố này tác động như thế nào đến Value Trust. Đầu tư giá trị, Value Investing, có nghĩa là luôn hỏi về giá trị tốt nhất là gì và không được giả định. Giả sử rằng thứ này trông đáng giá đắt tiền và giao dịch ở mức thấp, nghĩa là đó là một món hời. Đôi khi sự tăng trưởng nghĩa là giá rẻ, nhưng giá trị đắt. Vấn đề đặt ra ở đây là không phải sự tăng trưởng hay giá trị, mà là giá trị tốt nhất ở đâu. Chúng ta đang xây dựng danh mục đầu tư bằng cách sử dụng đa dạng hóa các yếu tố. Với các nguyên tắc trên, Bill Miller đã mang đến cho bản thân những thành công hơn mong đợi. Từ đó, ông đã có những trích dẫn nổi tiếng như: thị trường phản ánh những thông tin sẵn có, như các giáo sư nói với chúng tôi, nhưng cũng giống như các tấm gương phản chiếu, không phản ánh chính xác cân nặng của bạn. Thị trường không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác thông tin đó. Thường thì chúng quá bi quan khi chúng xấu và quá lạc quan khi chúng tốt. Tôi hy vọng rằng qua video về Bill Miller, các trader sẽ có thêm nhiều bài học kinh nghiệm, qua đó sẽ gặt hái được những thành công trong giao dịch. Chúc các trader có một ngày trading thật thành công. Còn bây giờ, Life Forest xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.